chào cả nhà hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với năm tổ hợp chính để múa bài như thấy bác về trong hồi non sông bài này lời rất là dài cho nên là cũng rất là nhiều tổ hợp nhưng mà thanh hằng để những cái tổ hợp nó có những cái động tác na ná giống nhau cho nên rất là dễ tập nha và thanh hằng sẽ đi một lượt mỗi tổ hợp sau đó quay lại à, và tập chậm cùng với mọi người luôn à, thanh hằng không có đi từng động tác nha à cũng rất là dễ, vì chậm lắm để chúng ta làm quen và đến với cái link à múa cùng hướng mình để dưới phần mô tả, nhấp vào chữ xem thêm là sẽ có ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đoạn dạo nhạc nói thơ đầu bao gồm 5 câu, 8 10 8 10 4 nha. Rồi. Ai ba. 1 2 3 4 5 6 7 8 2

hạ tay xuống bốn Bộ... như thế rồi chúng ta tập nhé chân phải hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu 7 8 9 10 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp tục 5 2 3 4 Như thế rồi Chúng ta hãy tu đi tu lại nhiều lần để làm quen động tác nha

10 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 3 4 năm sáu bảy rồi chúng ta tập nhé rồi hai ba chân phải lùi một hai ba bốn năm sáu hai hai ba bốn năm sáu

8, 9, 10. Trong phải tròn 7 nhịp. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, như thế nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 2. À, bao gồm 4 câu. Động tác tương tự như là tổ hợp số 1. Ấy, nhưng mà à, câu đầu tiên chúng ta sẽ không đi lùi mà chúng ta sẽ đi tiến. Nha. Và ở sau sẽ không có 7 nhịp nữa nha. Rồi, ta tập luôn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi lên. Trang phải. 2, 3. 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 như thế thôi nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tổ hợp dạo nhạc nói thơ ở giữa nha. À, cũng rất là đơn giản ha. Bao gồm 3 câu 8, 10, 5 nha. Rồi. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 3 4 5 như thế nha. Rồi, chúng ta tập nhé. Rồi, chân phải tròn. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 4, 5,

4 5 Rồi Bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 3 Bao gồm 4 câu 6, 6 9 7 nha 2 3 Với tư thế như thế này 1 2 3 4 5 6 2 2 3 bốn năm sáu ba hai ba bốn năm sáu bảy tám chín bốn hai ba bốn năm sáu bảy như thế nha rồi chúng ta tập nhé với tư thế tay như thế này

Bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 4 bao gồm 7 câu 12, 8, 8, 8, 8, 12, 7 Tổ hợp số 4 và tổ hợp số 5 gần giống nhau luôn nha Chỉ khác có tí xíu thôi à Cho nên là chúng ta để ý nha Rồi 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Như thế nha Rồi, chúng ta tập nhé Rồi 2, 3 chân phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 8 9 10 11 12 chẳng phải 7 2 3 4 5 6 7 rồi. Đó như vậy nha. Chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 5 luôn. Tổ hợp số 5 động tác giống y như là tổ hợp số 4 vậy nhưng mà chúng ta thêm 10 nhịp ở cái động tác này. À đó. Ở sau cái động tác này nữa bởi vì nhạc của nó kéo dài đó. Cho nên chúng ta đi như thế. Và chúng ta tập chậm luôn nhé. Rồi. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 bốn năm sáu bảy tám chín mười chân phải tròn một vòng như thế sau đó chúng ta đưa tay trái ra đưa tay phải từ từ theo nhạc thả xuống như thế là kết thúc bài rồi đừng quên đăng ký kênh bật biểu tượng chuông và nhấn like để ủng hộ cho mình với nhé cảm ơn mọi người